Ok, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel cập nhật bóng đá. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi tới cho toàn thể quý vị và các bạn một số thông tin liên quan đến Quang Hải và Pau FC. Cụ thể thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về giá vé xem Pau FC ở giải đấu League 2, cũng như là các trận đấu giao hữu mà Quang Hải tham gia với Pau FC ở những đợt thử nghiệm tới đây. Và gần đây nhất thì như chúng ta đã biết thì tới đây thì Pau FC sẽ, tức là ngày mai, Pau FC sẽ có một cuộc gặp gỡ với một câu lạc bộ có thể nói là khá là tầm trung. Đó chính là câu lạc bộ Pau Ledas vào ngày 8 tháng 7. Và thời gian địa điểm thì hiện tại thì chúng ta chỉ biết được địa điểm thôi, ở một thị trấn của Pau Ledas. Tuy nhiên thì thời gian thì chúng tôi vẫn sẽ cập nhật cho toàn thể quý vị và các bạn sớm nhất. Và mình sẽ cập nhật thêm đôi chút về giá vé của trận đấu này. Giá vé của trận đấu mà có sự hiện diện của Pau FC và đã giao hữu trận đấu vào ngày mai, tức là khi mà Quang Hải của chúng ta sẽ mặc lên mình chiếc áo của Pau FC lần đầu tiên để tham gia một trận đấu có thể nói là đúng nghĩa, thì ban tổ chức đã quyết định bán ra với một giá vé là 5 euro, tương đương với 120.000 Việt Nam đồng. 5 euro tương đương với 120.000 Việt Nam đồng cho những người lớn tham gia xem trận đấu này, đó, những người cổ vũ. Với một giá vé như thế này thì cũng khá là hợp lý cho các fan của Quang Hải ở nước Pháp và các fan của Pau FC có thể tham gia trận đấu này. Ngoài ra thì những em nhỏ và những người ở dưới độ tuổi vị thành niên thì chúng ta có thể vào xem một cách free, miễn phí luôn. Đó. Và đây, ở trên màn hình thì các bạn có thể thấy được là đây là giá vé tại giải đấu League 2. Một giá vé cực kỳ khủng nếu so với giải đấu ở V-League của chúng ta, thì ở giải đấu cúp cao nhất của bóng đá Việt Nam của chúng ta thì ở đây có giá vé cực kỳ khủng. Có đến 304 euro cho một chiếc vé ở khán đài A là tương đương với 8,3 triệu đồng. Còn khán đài B thì sao? 260 euro tương đương với 6,3 triệu đồng. Đó. Với trẻ em dưới 12 tuổi thì giá vé chỉ là 120 euro nhưng nó cũng đã chiếm đến 2,9 triệu đồng rồi. Cho khán đài A và 90 euro cho khán đài B rồi. Thì các bạn có thể thấy là 2,2 triệu cho những em nhỏ, 2,9 triệu cho những em nhỏ ở khán đài A và 2,2 triệu cho những em nhỏ ở khán đài B. Ngoài ra thì đó, những người lớn thì đến 8,3 triệu. Những cái giá vé này thì các bạn có thể hiểu được là những trận đấu mà Việt Nam tham dự thì hầu như là không có những giá vé chính thống như thế này. Chỉ có những giá vé chợ đen hoặc là những giá vé bị đôn giá lên sau khi là có những thông tin liên quan đến đội tuyển Việt Nam của chúng ta gặp gỡ những đội bóng như là Arsenal hoặc là Manchester City, thì lúc đó sẽ có những giá vé cao, nhưng mà tuy nhiên nó sẽ không đạt ngưỡng tới là 8,3 hoặc là 6,3 triệu như là giải đấu League 2 này. Thì qua đó cho chúng ta thấy được là ở giải đấu League 2 này ở nước Pháp họ cũng có một cái sự quan tâm và một cái giá của nó, có một cái giá nhất định của nó. Và 8,3 triệu và 6,3 triệu thì các bạn có thể thấy là cái mức độ số tiền của họ bỏ ra để xem một trận đấu ở giải đấu League 2 nó cực kỳ cao, chứ không phải là dạng vừa đâu. Nên chúng ta cũng qua đó chúng ta có thể thấy được là không những là đẳng cấp của họ được thể hiện trên sân bóng, mà đẳng cấp của họ được cụ thể hóa bằng đô la, cụ thể hóa bằng euro. Đó. Thì chúng ta có thể thấy là được là như vậy. Và Quang Hải đã đầu quân cho Pau FC rồi, thì bây giờ chúng ta, những ai người hâm mộ mà có thể đến sân xem bóng đá thì quá tốt rồi. Và tuy nhiên thì phải bỏ ra một mức giá cũng cực kỳ là chát với cái giá của ban tổ chức đưa ra. Tuy nhiên thì cái gì cũng có lý của nó, đắt thì sát ra miếng thôi. Và như vậy thì mình đã cập nhật cho các bạn biết đến một số cái giá vé liên quan đến trận đấu của Quang Hải ở giải đấu giao hữu. Đó chính là 120.000 đồng với trận đấu tới đây gặp Das, gặp đội câu lạc bộ ở thị trấn Pau Ledas vào ngày mai, ngày 8 tháng 7. Còn những trận đấu sau khi đá với League 2 thì chúng ta đã có những giá vé nhất định rồi. Và gần đây nhất thì mình đã cập nhật được một thông tin là Quang Hải ở trong những buổi đá tập huấn thì anh đã có một bàn thắng và một pha kiến tạo và đã gây được sự chú ý lớn ở các đồng đội cũng như là huấn luyện viên. Và mình xin chúc là đây là những tín hiệu tích cực đối với Quang Hải để ghi điểm trong mắt huấn luyện viên để có được một suất đá chín tại giải đấu League 2. Và những tất nhiên là những thông tin mới nhất cũng như là các trận đấu của Quang Hải, những giờ đá, những liên quan đến những thông số, chỉ số liên quan đến League 2 này, Pau FC và đặc biệt là Quang Hải, thì mình sẽ cập nhật nhanh và gọn và lẹ lên toàn thể quý vị và các bạn có thể theo dõi trận đấu này và những thông tin của Quang Hải. Và tất nhiên là các bạn nhớ lại đăng ký kênh để chúng ta không để lạc mất nhau mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.